Xin kính chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Barista Skill. Các bạn thân mến, trong video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách làm món trà thạch trà đào. Thì cái món thạch trà đào này nó ứng dụng tốt nhất vào cái món trà thạch đào. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách thức để chúng ta có thể pha được một ly trà thạch đào rất là thơm, mát và cũng gần giống như là của Highland Coffee. Mình không nói là giống 100% thì các bạn tự cảm nhận nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu các cái tìm hiểu các nguyên vật liệu chính để chúng ta có thể pha được món trà thạch đào này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cần đến thạch đào. Các bạn nào chưa biết là thạch đào thì mời các bạn xem lại video trước. Tiếp theo là trà đào. Thì các bạn dùng trà nào cũng được, tuy nhiên là mình khuyến khích các bạn nên sử dụng trà Koji để hương vị thơm và mùi vị nó đặc trưng, đậm. Tiếp theo là đường nước, siro đào. Ở đây thì mình dùng siro của Teste, đây là một loại siro mà mình rất là thích. Cuối cùng là kem béo thực vật hay còn gọi là Rix. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một để chúng ta có thể làm được món trà thạch đào. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ ủ trà. Thông thường là các bạn sẽ sử dụng cho mình là 2 gói trà với 150-160ml nước. Chúng ta sẽ sử dụng 160ml nước với 2 gói trà. Ở đây thì mình sẽ cân lên nhé. Rồi, 160ml nước sôi. Rồi, thời gian ủ trà của chúng ta là 10 phút. Các bạn thân mến, vậy là sau 10 phút ủ trà thì chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp trà như thế này. Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là loại bỏ cái phần tép trà ra và giữ lấy cái nước cốt trà. Các bạn nhớ hơi mít nhẹ để vắt trà. Sau khi mà chúng ta vắt trà xong thì các bạn sẽ tiến hành chia đôi cái phần này ra. Đấy, các bạn sẽ chia đôi ra. Tức là ở đây chúng ta sẽ có 160g thì các bạn sẽ chia đôi ra là 80g ở đây. Rồi, thì đây là hai phần của cái cốt trà chúng ta vừa ủ. Tiếp bước tiếp theo là các bạn sẽ chế vào hai phần này. Phần đầu tiên, bên tay phải mình sẽ cho siro đào và đường. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là 20 hoặc là 15 cũng được. Siro đào. Đường nước các bạn sẽ dùng là 20ml. Chúng ta sẽ quấy đều hỗn hợp này lên. Nếu như các bạn muốn trà đậm hơn, thì chúng ta sẽ để nguội cái hỗn hợp trà này hoặc là để lạnh. Hoặc là các bạn sẽ ủ sẵn cốt trà và chúng ta chỉ việc đổ vào thôi. Thì khi mà nóng như thế này thì đương nhiên là cái hương vị của nó sẽ không được ngon như khi các bạn để lạnh trà. Tuy nhiên là vì không có nhiều thời gian để chia sẻ với các bạn, cho nên là mình sẽ giữ nguyên trà nó vẫn còn hơi ấm ấm. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị một chiếc ly và các bạn sẽ cho nó vào. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành rót cái cốc mà chúng ta đã cho siro vào trước. Sau đó thì các bạn sẽ khuấy đều lên. Các bạn sẽ cho thạch đào vào. Thì đào mình đã cắt nhỏ rồi, chúng ta sẽ cho thẳng lên phía giữa. Đó, một lớp.
Phần còn lại các bạn sẽ sử dụng kem béo, chúng ta cho vào 30ml, ta lắc đều kem béo trước khi chúng ta cho. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ rót hỗn hợp sữa và trà lên phía trên của lớp thạch đào. Vừa khít. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cốc trà thạch đào phân hai lớp, giữa lớp trà ở trên, giữa lớp trà ở dưới và lớp sữa ở trên. Thì cái này nếu như các bạn muốn nó phân tầng đẹp hơn ấy, thì chúng ta sẽ dùng đá nhỏ thôi. Thì nếu đá nhỏ nó sẽ phân tầng rất là đẹp. Còn ở đây thì mình không có đá nhỏ, mình sử dụng đá to cho nên là vẫn khá là ok. Thì cái đặc điểm của đồ uống này khi các bạn uống nó phải rất là ngậy, thơm và thơm mùi trà. Thì để uống được các bạn sẽ nhớ là chúng ta sẽ khuấy đều hỗn hợp lên nhé. Hy vọng là sau cái bài chia sẻ của mình thì các bạn sẽ có thể tự pha cái đồ uống này tại gia đình của mình được với các nguyên liệu cực kỳ đơn giản. Các bạn có thể mua ở bất cứ một cái siêu thị nào, chỉ cần có siro hương vị nào, rồi sữa béo và đường và trà koji mà thôi. Rồi vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn món trà thạch đào và hy vọng nó sẽ là một cái thức uống mà được các bạn yêu thích và có thể tự pha cho gia đình, cho bạn bè và cho những cái người khách hàng thân thuộc của mình. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn thật nhiều và các bạn nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Barista Skill để chúng tôi cán mốc tiếp theo, đó là nút vàng, vì chúng tôi đã có nút bạc rồi. Và hy vọng là cái video này sẽ thật bổ ích cho các bạn. Các bạn nhớ đừng quên một lần nữa quảng cáo, đó chính là chúng tôi chuẩn bị ra mắt kênh membership trên kênh YouTube. Thì hy vọng là các bạn sẽ trở thành membership của Barista Skill và hy vọng là chúng ta sẽ tương tác nhiều hơn và giúp cho chúng ta trở nên tốt hơn, cùng nhau phát triển trong ngành F&B. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.